这里存放着众多珍贵的历史资料，是最为重要的国家记忆。每天上午，阮健都要到位于首都河内的国家档案馆里查找资料。这位老人正在准备撰写一本回忆录，他想让更多的人能够了解到一段鲜为人知的真实故事。阮健的经历属于一个特殊的年代，一个特殊的人群。现在生活在中国桂林的罗昭锦同样是其中的亲历者。在53年前，只有25岁的他接到一个秘密的任务，区党委宣传部就通知我们区体委，区体委呢就找我谈话，说了呢现在有任务，希望你去完成，还让你们做一下准备。接到任务的还有当年30岁的梁宪瑞。我在七十七人民医院，经过纪要科区党委机密档案科就是审查过档案，要我来啊，然后呢就上北京。梁宪瑞的北京之行虽然有些匆忙，但在卫生部召开的会议上，他了解到自己将要肩负的使命。根据国际形势、国内形势，要促进医院哪个地方合适啊？在这个医疗方面呢，希望在后方，能够在桂林是比较好，所以呢就定下在桂林，要我们一定全心全意的努力地完成任务，不要辜负越南人的期望啊，也是我们的国际之间的斗争的需要。无论是越南的阮健还是中国的罗昭锦，他们虽然不曾谋面，却因为一所建在桂林的医院有了人生的交集。这所医院为何能够让两个不同国家的老人们有着数十年魂萦梦牵的相互守望？还有什么人对这所医院念念不忘？这正是阮健这些年遍查资料、四处寻访的原因。这些文件中的只言片语，档案中的碎片信息，逐渐拼合，还原出久远的历史真相，把我们带回到一个战火纷飞的年代。1964年8月，北部湾事件爆发，标志着美国已经开始把战火燃烧到越南北方，进一步扩大越南战争。你掠50万军vào miền Nam Việt Nam để tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ tàn khốc. Miền Nam bé nhỏ như thế, cũng như trên mảnh đất của miền Bắc nó bé nhỏ như thế, mà số lượng bom đạn không kém gì số lượng bom đạn của đại chiến thứ hai, thì biết rằng sự tàn khốc đó đến lúc nào.Nhưng đến khi cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ tiến hành, bởi lực lượng Mỹ thì đứng về kinh tế, về tài chính, về kỹ thuật thì bao giờ cũng hơn cái lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam. Việt Nam Nhân Dân Quân và địch nhân, tại quân sự 实力上有着巨大差距。1965年11月14日，德浪河谷战役是两军第一次正面交锋的战役之一。敌军采用空中机动战术。直升机不断空降士兵，并把伤员迅速转移到后方医院进行救治，而越南人民军却只能靠人力救护，对伤员的救治很难做到及时有效。范氏锦石当年是圣保罗医院的医生，他所在的医院虽然位于河内，但同样暴露在敌人的炮火之中。那máy bay nó bay ở trên đầu và lúc cái đội của tôi bệnh nhân rất là nặng, thế cứ đứng đấy đến lúc khi mà nghe đến dầm một cái thế này cái, chúng tôi nhắm mắt cả lại thế này này, bệnh nhân đến cấp cứu rồi thì lên cơn co giật đủ thứ,
tôi không thể nào tôi đưa bệnh nhân của tôi xuống ngầm được, bởi vì đưa xuống ngầm thì làm thế nào mà có oxy, có cái thứ mà rồi thì các cái phương tiện để mà giúp đỡ được, thành cho nên là tôi cứ đành phải đứng cùng với bệnh nhân ở trên số 4 Sơn Tây đó.冒着猛烈的炮火，范世锦时挽救了很多伤员的生命，他荣获了一级抗战勋章。thế thì sáng hôm sau, sau khi mà giao an xong xuôi rồi, tôi ra thì tôi thấy người ta đã để 800 quả bom. May mà nghĩa là nó chưa nổ, chứ nếu nó nổ thì tan cả cái làng Ngọc Hà, mà tan cả chỗ chúng tôi làm việc. 阮增利经常会来看望范世锦时，他们两家有着深厚的渊源。阮增利的父亲是越南著名的医学博士，同时也是越南义医院首任院长郑金颖医生的好友。Bác Nguyễn Tăng Ấm thì là lúc bây giờ thì là vì bác so với lại nhà tôi á thì bác về bác thì gọi là đàn anh. Năm 45 bác đã ra bác sĩ rồi, trong khi nhà tôi lúc bây giờ mới là sinh viên năm thứ hai thôi, năm thứ nhất năm thứ hai thôi. Bố của tôi là giáo sư Nguyễn Tăng Ấm, và trong những năm đó thì bố tôi là được tham gia cái mặt trận Hà Nội, sau đó lên Việt Bắc làm trưởng phòng quân y Bộ Tổng Tư lệnh, và bác Trịnh Kim Ảnh thì là phó phòng quân y Bộ Tổng Tư lệnh. Giữa bố tôi và bác Trịnh Kim Ảnh có mối thân thiết từ đó. 这两个军医世家有着一生的交往，每次他们见面总会聊起这段往事。là bởi vì là lúc đấy bây giờ là chiến tranh nó mở ra. Lúc bây giờ thì đại đa số là cái bọn người miền Nam. Vâng. Đối tượng là phục vụ cho bệnh nhân miền Nam. Vâng. 战争期间，伤病员因为无法及时救治而付出宝贵的生命。thế mà lúc bây giờ là còi báo động ở trên. Cán bộ và chiến sĩ miền Nam đang chiến đấu trên chiến trường, bị thương cũng ngày càng nhiều, bệnh tật cũng ngày càng nhiều. Do đó cho nên cần phải có một bệnh viện để chuyên điều trị cho các cán bộ và chiến sĩ từ miền Nam ra Bắc. Miền đối 激烈的战事，胡志明当时意识到，解决伤员救护的问题已经迫在眉睫。他把目光投向了中国，那是越南的战友和兄弟。当时都在筹备组工作的罗昭锦、梁宪瑞其实并不知道，即将新建的这所医院是中越两国最高领导人密切关注的重要项目。啊，được chính phủ của hai nước ủng hộ nhiệt tình, do đó cho nên là không có khó khăn về mặt tinh thần, về mặt sự hợp tác. 1966年，敌军不断增援，战事不断升级。越南伤员急剧增多，胡志明和毛泽东迅速达成了共识，将会在桂林尽快建立一所支持越南抗美斗争的后方医院。虽然当时的中国经济也很困难，但依然伸出了援助之手。筹备组的罗昭锦对这方山水非常熟悉，他的任务是和同事一起在桂林寻找一处新建医院的场地。现在越南跟美国打仗打得那么厉害，要在这里建一个后方医院，我们应该大力支持。桂林属于喀斯特地貌，地形复杂多变，想要建造12000多平米体量的建筑，要寻找一处9万平米的空地，必须要能够打下坚实的地基，有好多地方都不太合适，合适地方的那样呢也不够大。医院的设计，主楼呈不规则的王字形，将会容纳600张床位，还有15个护理单元，标准要达到中国一流医疗水平，从而起到为越南伤病员救死扶伤的作用。
这所新建在桂林的医院，因为特殊的使命，并不会对外开放，只为越南服务。这是中越双方最初的约定。罗昭锦马不停蹄地几乎跑遍了整个桂林，发现了一处建设医院的绝佳之所。我们找这个地方来呢，两边有两个山，中间来呢是一块很宽阔的地，这样来呢风景比较美丽。这里位于桂林市区的南部，在南溪山和斗鸡山之间，不仅风景如画，两边山脉形成自然屏障，可以利用山体的天然溶洞建造防空设施。如果是美国的飞机过来的时候那样呢，我们疏散病人的时候那样呢比较方便，而且那样呢要比较安全。桂林的医院选址刚刚尘埃落定，越南方面也在积极准备。1967年10月，越南战地医院义医院正式成立，主要负责救治南方战场的伤病员，并且肩负着把重症伤病员转移到中国的责任。范世锦时的丈夫郑金颖被任命为义医院第一任院长。lúc bây giờ cán bộ miền Nam ra công tác ngoài Bắc không phải là nhiều, rất là ít, và nhất là những người mà được học về ngành y nữa. Thế thì lúc bây giờ thì nhà tôi thì là vâng lời Bác Hồ để đi tìm địa điểm, nhiều người bị thương quá thì là phải đưa sang Trung Quốc. Thế là lúc bây giờ mới tập học, mới lấy mỗi cơ sở một số cán bộ đưa về tập trung về cái chỗ của Huế để mà thành lập bệnh viện E. Các cái số ký tự rất đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩa và mọi người hiểu ngay, không phải nói dài dòng. Thì viện E theo như tôi nghĩ là nó cũng xuất phát từ cái ký tự đó. Y 医院的成立最主要的功能就是应对日益激烈的战事。中越两国山水相连，南溪河畔风景秀丽，新医院的周边环境令人心旷神怡。越南方面非常期待这所医院早日落成。ai quan tâm nhất đến những cái cán bộ nhân viên hoạt động ở phía Nam bị thương bị bệnh tật mà chuyển ra Bắc thì đấy chính là ban thống nhất trung ương, và khi đó tôi biết là trưởng ban làNguyễn Văn Vịnh từ quân đội sang, và phó ban là cụ Phan Chiêm, nhưng cụ Phan Chiêm đồng thời cũng là phó ban tổ chức trung ương. Nhưng cho ta thấy là đối với Đảng Lao động Việt Nam thì rất quan tâm đến các cái thương bệnh binh, những cán bộ nhân viên của mình tham gia chiến đấu phía Nam bị thương bị bệnh đưa ra phía Bắc và đưa sang, khi bị nặng thì đưa sang Trung Quốc điều trị. 越南后方医院的建设工期非常紧迫。在桂林最先破土动工的是职工的生活区和宿舍楼，白天黑夜的盖，所以很快了呀。你看，没有几个月时间，我们16栋宿舍就出来了。1967年12月，毛主席表示，7亿中国人民是越南人民的坚强后盾，辽阔的中国领土是越南人民的可靠后方。这坚定的话语激发了中越两国人民必胜的信心。1968年春，越南军民对敌军发起了总反攻，向敌军在西贡各大城市、乡镇、郡县以及军事基地等整个南方战场的首脑机关发起猛攻。战争态势的变化对越南伤病员的救治工作提出了更为迫切的需求。此时，后方正在建设中的桂林的医院
进展如何了呢？于淑慧是地道的北京人，在她心里，桂林是她的第二故乡。在她19岁，刚刚从卫校毕业那年，命运改变了。正在实习的时候呢，就接了学校的通知，那选拔呀，我们学校1500人选11个，啊，就说去执行援越任务。具体什么任务，于淑慧当时并不清楚，只知道要离开家人，去往遥远的广西。那会儿家长也都不舍得，你看那姑娘都没离开过，一下子要走那么远，就有点舍不得。我爸爸就说能不能不去，领导说不行，说他还得带队，那会儿我带队。于淑慧记得非常清楚，1968年9月1日，她离开了自己的家乡故土。走的41个人，送的人就上千人了。就在北京站那火车5次特快，要开车的时候，那个底下黑压压的一片，妈妈爸爸再见，在那喊。我自己是党员，我又是带队的，我觉得不能哭，这会儿又哭多不好啊。然后我们这41个姑娘就坐在火车上，也没坐过火车呀，也没去过南方，不知不觉的就咣当咣当咣当就咣当到桂林了。江金玲也是41个北京姑娘中的一员，对她来说，抵达桂林的第一感受并不美好。进了大门要走都是泥巴路，蚊虫啊，这欺负我们呐、啊！你不知道把我们咬的什么样子，满腿都是包，哎呀，简直是受不了它这个蚊虫。两个小腿都是那个烂的，都是咬的好多包，我们也不知道该怎么处理，就挠啊挠啊挠，越挠越烂吧，都流脓流水的。医院的主体建设虽然还没有完工，但是崭新的宿舍楼已经拔地而起。当时的画面还是时常在于淑慧的脑海里浮现。这边斗鸡山，这边南溪山，就这么看着两个山中间就加了一片淡绿色的楼房，3层楼4层楼，就是淡绿色的。1968年10月23日，这所医院正式定名桂林南溪山医院。不过这个名字并没有公开宣布，医院也没有挂牌。当时的国际形势非常复杂，越南的战事依然紧急，这所专门救治越南伤病员的医院自然不能被外界所知。南溪山医院的建设标准和配套有着非常高的规格，这是当年暖通工程的图纸，在中国南方有暖气供给的建筑屈指可数，在桂林更是极为罕见。当时在筹备组的罗昭锦还负责医院物品的采购，他需要去往全国各地优中选优。病人的穿着的服装啊，用的啊，都是我去搞。有些什么东西呢，如果是在苏州有的要到苏州去，如果是无锡有的要到无锡去，但是最重要的是那两台电梯。医院大楼还没有封顶，购买的物资和设备却陆续发到了桂林，这让梁宪瑞犯了难。就江边搞了一个草棚，草棚以后呢，就要有人守啊，一个人在那里守三个多月、4个月啊。南溪山医院里，41个北京来的护士，每天的工作也非常繁忙。又先给我们布置任务，那特别紧张，就说马上要迎接病人了，你们这第一波，你们必须得学好了越南语，基本上问候啊。还有查房的时候，那个基本简单的，比如说董金，能不能帮你多？你今年多大岁数？我还记得到，赵董吉同志好。当时，医院处于建设阶段，每个人都要参与力所能及的工作。来了以后，后来又分配我们去干很多我们和护士就不太相关的工作，比如说让我们装耳塞机。每个病人的床旁边
都有个耳可以装耳塞的，然后他可以接受到河内的这个广播。现在的南溪山医院郁郁葱葱，可当时还是一片烂泥地，这里的每一簇绿色都滴洒过他们的汗水。就是我们就开始栽树，挖树坑，是吧？种那个橘子，种桉树，种柚子树，那一片一片的果树林都是我们亲手去栽的。那些风华正茂的北京女孩来到这陌生的南溪河畔，她们必须要坚强面对一切。那会儿就开始想家了，真的没离开过。然后上午就这么念念那个越南语，中午吃完饭，下午就干嘛？就是搬运工。那里头600张床，床架、床垫、床头桌，都是我们这帮姑娘扛进去的。一所医院需要配备很多专业人员，筹备组一边规划着各项制度，一边向全国144个单位发出了调令。各个科室的任命也都按部就班，数百名不同岗位的工作人员从全国各地向南溪山集结，然后就开始陆续的10月啊、11月、12月，69年的初，就一批一批从北京来人，每次来人都我们接，食堂啊、营养食堂啊、配餐呐、汽车房啊什么这些，后勤的都是从广西当地调进来的。南溪山医院建设已经在收尾阶段，但是院长的人选却还没有确定。林立文自从退休之后，他就一直在整理父亲生前的资料。他的父亲林军才是中国赫赫有名的医院管理专家，曾任协和医院北京医院的院长，但是父亲很多的人生经历却从未和家人说起。我看了他的文章以后才知道的，啊，他这些事儿，这些重大的事儿，从来不说。林军才在1950年就被派遣到越南，参加越南抗法战争，帮助越南军队建立起完整的医疗卫生体系，为越南培训了大量医疗卫生干部。这期间，林军才获得了数枚越南国家级奖章。这是越南版的一级医模。后来在整理我父亲的东西时，我还看到了他那个证书，就是一个像奖状一样的东西，上面全是越文，我看不懂。林军才曾经和胡志明一起在越南战场上出生入死，又是中国顶尖医院的院长，凭着他的资历和专业，林军才成为了南溪山医院院长的最佳人选。所以当时周恩来总理亲自任命并签发了调令。总理直接点一个医院的院长，这种情况很少，因为周总理了解他的这段历史，就点个名的，点他去。桂林南溪山医院是中国国土上唯一一家专门收治外国伤病员的医院，他在长达8年的援越任务期间，总共救治了5432名越南伤病员。他们出院返回越南后，或继续为越南抗美战争的最后胜利浴血奋战，或成为越南国家建设的栋梁。中国和越南là hai nước láng giềng với nhau, hết sức gần gũi, cho nên việc bệnh viện Nam Khai Sơn thành lập ở Quế Lâm, Trung Quốc là được hết sức thuận lợi để giúp cho chúng ta cứu chữa thương bệnh binh. 南溪山医院呢，是中国党和政府高度重视。投入了巨大的力量，应该说对越南人民的这个抗美解放斗争啊，提供了非常直接、有力的、重要的支持。救死扶伤，医道无界。这所地处南溪河畔山水之间的医院，成为中越两国合作的紧密见证。它很特殊，就连在这里工作的职工家属，也并不知道自己家人在为谁服务。
南锡山医院所有对外联络只有一个公开的通讯地址，中国广西桂林四号信箱。这个神秘的大院里，很多鲜为人知的事情，在长达八年乃至之后几十年的岁月里，成为中越两国间不能忘却的独特记忆。